Kinh văn. Lúc nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đến cung trời Đao Lợi nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Trong đời vị Lai, nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào, cho đến tất cả hàng trời, rồng, nghe kinh điển này cùng danh tự của Ngài Địa Tạng hoặc chim lễ hình tượng thì sẽ được bao nhiêu điều phước lợi. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị Lai mà lược nói việc ấy cho. Lược giảng. Lúc nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng. Đây là vị Bồ Tát mà trên đỉnh đầu có một bảo tạng, đó là viên ngọc Như Ý. Với viên ngọc Như Ý này, người ta có thể muốn cái gì thì được cái ấy. Bởi viên ngọc này ở trên đầu của Bồ Tát, cho nên Ngài được gọi là Bồ Tát Hư Không Tạng. Quý vị có nhận ra Ngài không? Vị Bồ Tát mà trên đầu có đính một viên ngọc quý, viên ngọc tùy tâm Như Ý, chính là Bồ Tát Hư Không Tạng. Đó biểu thị rằng các bảo bối của Ngài đều ở trong hư không và được tồn giữ trong hư không. Nếu quen biết được vị Bồ Tát này, tôi tin rằng quý vị chắc chắn sẽ không bao giờ bị nghèo túng nữa. Tại vì sao? Vì vị Bồ Tát này sẽ đem các bảo vật trong hư không tạng tặng cho quý vị, và như thế đời đời kiếp kiếp quý vị sẽ không thể nào dùng cho hết được. Vậy lúc Bồ Tát Địa Tạng vừa dứt lời thì trong đại hội ở cung trời Đao Lợi có Bồ Tát Hư Không Tạng bước ra và bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đến cung trời Đao Lợi nghe Đức Như Lai khen ngợi oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Từ cõi nước của mình, con vượt qua có đến 8 vạn ức cõi nước để đến dự pháp hội tại cung trời Đao Lợi này. Con được nghe Đức Thế Tôn tấm tắc khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng về oai đức thần thông cùng thế lực lớn lao chẳng thể nghĩ bàn. Đây là điều mà từ trước đến nay con chưa từng được nghe qua. Bồ Tát Hư Không Tạng bạch tiếp: Trong đời vị Lai, nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào, cho đến tất cả hàng trời, rồng, hoặc hết thảy 8 bộ quỷ thần, nghe kinh điển Địa Tạng này, cùng danh tự của Ngài Địa Tạng, hoặc chiêm lễ hình tượng, thành kính chiêm ngưỡng và lễ bái hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì sẽ được bao nhiêu điều phước lợi, bao nhiêu loại phước báo, bao nhiêu sự lợi ích. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị Lai mà lược nói việc ấy cho. Còn nay thỉnh cầu Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy vì hết thảy chúng sanh đời hiện tại và đời vị Lai mà nói sơ qua cho chúng con được rõ. Kinh văn. Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng: Lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói rõ. Vào đời vị Lai, nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng cùng nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn thức uống, y phục, châu báu mà bố thí cúng dường, ngợi khen chiêm lễ, thì sẽ được 28 điều lợi ích. Lược giảng. Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng: Lắng nghe, lắng nghe. Đây là biểu thị cho sự phải đặc biệt chú ý. Vậy Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng rằng: Ông hãy thận trọng mà lắng nghe cho kỹ, hãy chú ý lắng nghe. Ta sẽ vì ông mà nói rõ, ta sẽ vì các ông mà phân biệt giảng nói. Nay ta sẽ nói cho ông rõ, nếu ông chẳng chú ý lắng nghe thì ta sẽ không nói nữa. Ta sẽ giảng giải cặn kẽ, nhưng nếu ông chẳng chịu lắng nghe thì nào có ích lợi gì. Cũng như hiện nay tôi đang giảng kinh ở đây vậy, quý vị cần phải chăm chú lắng nghe, chú ý lắng nghe. Nếu chẳng lắng nghe, cứ ngồi ngủ gà ngủ gật, tôi giảng những gì quý vị đều không nghe thấy thì chẳng khác nào tôi không giảng gì cả. Cho nên yêu cầu đầu tiên của tôi đối với quý vị là đừng ngủ gật, đừng hôn trầm. Đức Phật dạy tiếp: Vào đời vị Lai, nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng cùng nghe kinh Địa Tạng này,
cho đến đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này, vân vân. Nhìn ngắm tượng của Bồ Tát Địa Tạng, tức là biểu thị sự thành khẩn của căn mắt, nhãn căn, sự thành khẩn được biểu lộ bằng mắt. Nghe kinh Địa Tạng, tức là tỏ sự thành khẩn của căn tai, nhĩ căn, còn đọc tụng là tỏ sự thành khẩn của căn lưỡi, thiệt căn. Dùng hương hoa, đồ ăn thức uống, y phục, châu báu, vân vân. Cúng dường hương hoa là biểu thị sự thành khẩn của căn mũi, tỵ căn. Cúng dường các thức ăn uống cũng thuộc về sự thành khẩn của căn lưỡi. Cúng dường y phục, đồ vật quý báu là sự thành khẩn của căn thân, thân căn. Mà bố thí cúng dường, ngợi khen chiêm lễ thì sẽ được 28 điều lợi ích. Sự bố thí cúng dường, sự ngợi khen chiêm lễ từ mắt, tai, mũi, lưỡi và thân là thuộc về sự thành khẩn của căn ý, ý căn. Do sự thành khẩn của sáu căn này hợp lại mà chúng ta có được 28 điều lợi ích. 28 điều lợi ích đó là gì? Kinh văn. Một là thiên long thường hộ niệm. Hai là thiện quả ngày càng tăng. Ba là tích tập các nhân thánh thượng. Bốn là tâm bồ đề không thối chuyển. Năm là y phục thực phẩm đầy đủ. Sáu là dịch bệnh không đến nơi thân. Bảy là xa lìa các tai nạn về nước và lửa. Tám là không bị tai ách trộm cướp. Chín là người khác thấy đều cung kính. Mười là quỷ thần đều hộ trì. Lược giảng. Một là thiên long thường hộ niệm. Khi quý vị tụng kinh Địa Tạng thì loài rồng từ trên trời và luôn cả loài Atula trên cõi trời cũng đến bảo hộ quý vị. Loài Atula ở cõi trời tuy có phước trời, thiên phước, nhưng không có quyền hành như một vị trời. Dù vậy, họ cũng phát nguyện muốn đến bảo hộ, che chở người tụng kinh. Ngoài ra, Càn Thác Bà, Ca Lâu La, Ma Hầu La Già, vân vân cũng đều đến để che chở cho những người tụng kinh Địa Tạng. Càn Thác Bà là thần âm nhạc, nhạc thần, có nhiệm vụ tấu nhạc cho Ngọc Hoàng Đại Đế nghe, và còn được gọi là thần ngửi mùi hương, văn hương thần. Ngọc Hoàng Đại Đế có một loại hương, khi đốt lên thì tỏa mùi thơm ngào ngạt, và thần Càn Thác Bà ngửi được mùi hương thì liền đến hầu. Càn Thác Bà cũng có nam, có nữ. Thần Càn Thác Bà nam thì trên đầu có một cái sừng, giống như con kỳ lân vậy. Khi thần ngửi được mùi hương đó thì sẽ vừa nhảy múa, vừa đàn ca hát sướng, tiếng nhạc réo rắt giữa không trung. Vì vậy, nghe quý vị tụng kinh Địa Tạng thì thần Càn Thác Bà cũng ở trên không trung khen ngợi. Ca Lâu La chính là đại bàng kim xí điểu, tức là chim đại bàng cánh vàng. Khẩn Na La cũng là nhạc thần. Ma Hầu La Già là con rắn mãng xà lớn. Hai là thiện quả ngày càng tăng. Nhiều người tu đạo có lúc thì phát tâm bồ đề rất dũng mãnh, làm công đức rất nhiều, nhưng cũng có lúc thì lại thụt lùi, nhục chí, cảm thấy mình ở trong Phật giáo làm việc công đức dường như không có cảm ứng rõ rệt thật sự, nên tâm bồ đề liền thối chuyển. Thiện quả ngày càng tăng, tức là ở trong Phật giáo mà càng ngày càng tinh tấn hướng về phía trước, chăm chỉ dung bồi phước huệ, siêng năng làm việc thiện, làm công quả, lập công đức, luôn luôn tinh tấn tiến bước về phía trước, không bao giờ lùi về phía sau. Làm thế nào mà được như vậy? Đó là do thành tâm niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, lại còn lễ bái chiêm ngưỡng hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng nữa, cho nên mới có được cảm ứng và thiện quả ngày càng tăng. Ba là tích tập các nhân thánh thượng. Thế nào là tích tập các nhân thánh thượng? Đó là làm đủ loại Phật sự như in kinh, xây chùa, sửa cầu, đắp đường, chuyển đại pháp luân, vân vân. Tất cả những việc tốt cũng như tu đạo bồ đề đều là tích tập các nhân thánh thượng. Bốn là tâm bồ đề không thối chuyển. Chúng ta tu hành có lúc thì siêng năng tinh tấn, có lúc lại lười biếng giải đãi. Lúc siêng năng thì đối với mọi việc đều rất hăng hái dũng mãnh. Khi lười biếng
thì cảm thấy ở trong Phật giáo làm Phật sự mà chẳng có cảm ứng gì rõ rệt cả, bèn sinh ra chán nản, thối chuyển đạo tâm. Nếu quý vị có thể tụng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, lễ bái cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thì tâm Bồ Đề của quý vị sẽ không còn lùi sụp. Tâm giác đạo mãi mãi hướng về phía trước, càng ngày càng tăng trưởng, không bao giờ thối chuyển. Năm là y phục, vật thực đầy đủ. Điều lợi ích thứ năm là không bao giờ bị thiếu thốn về cơm ăn áo mặc. Người đời chỉ vì ba bữa ăn mà làm lụng vất vả, chịu cực chịu khổ, bởi sợ bị chết đói, chết lạnh, nên lúc nào họ cũng nghĩ đến việc kiếm thêm tiền. Trước kia lúc chưa có tiền thì ao ước có được 10.000 đồng, nhưng đến khi được toại nguyện có được 10.000 đồng trong tay rồi thì lại cảm thấy như thế vẫn còn chưa đủ. Bây giờ lại nghĩ, nếu mình có được 100.000 đồng thì chẳng phải làm lụng gì nữa. Thế rồi đến khi có được 100.000 đồng, lại nghĩ tới học phí của con cái thì thấy không đủ, hoặc muốn sắm chiếc xe hơi thì thấy chẳng còn lại được bao nhiêu, hoặc tính tậu tiết du thuyền thì lại thiếu trước hụt sau. Rồi họ càng mơ ước những thứ to lớn hơn, như muốn mua chiếc máy bay chẳng hạn, thì 100.000 đồng cũng chẳng thấm vào đâu. Và thế là phải lo kiếm tiền, phải kiếm cho được 1.000.000 đồng. Đến thì có được 1.000.000 đồng trong tay, thì tưởng là phen này có thể làm chủ một chiếc máy bay, thì máy bay lại lên giá. Ban đầu thì chỉ cần 990.000 là có thể mua được một chiếc máy bay. Bây giờ giá cả leo thang, tăng vọt lên đắt gấp 10 lần, tới 9.900.000 một chiếc, tức lại mua không nổi nữa. Cho nên cứ chạy theo không kịp, càng đeo đuổi thì lại càng cách xa. Đó đều là do lòng tham tắc oai tắc quái. Trước kia thì chỉ ao ước có được 1.000.000 đồng là thấy đủ rồi, nhất định sẽ về hưu. Nhưng đến khi có được 1.000.000 đồng thì lại lùi mà chưa dứt, vẫn chưa tri túc, vẫn không thấy đủ. Vậy điều lợi ích thứ năm là nếu quý vị có thể trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, lễ bái cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thì quý vị sẽ được y phục, vật thực dồi dào, luôn luôn dư giả. Bây giờ quý vị chỉ muốn mua một chiếc máy bay, nhưng tiền kiếm được lại nhiều đến nỗi mua 2 chiếc cũng còn dư. Kỳ diệu như thế đấy. Có người nói, như thế thì tôi cũng mau mau niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Nếu dùng lòng tham lam muốn mua 2 chiếc máy bay để niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì e rằng sẽ không linh nghiệm, vì tham vọng quá lớn đi. Vì vậy, chúng ta chỉ nên hết lòng trì niệm, còn có được cảm ứng hay không thì cũng chẳng nên so đo tính toán. Có người lại nói, giảng kinh theo cách của sư phụ lại làm cho con bị hố nữa rồi. Bị hố thì sao, mà không bị hố thì sao? Cho nên, con người nếu biết đủ thì tri túc thường lạc, năng nhẫn tắc an, nghĩa là thường được an vui, biết nhẫn nhục thì luôn được yên ổn. 6 là dịch bệnh không đến nơi thân. Dịch bệnh tức là bệnh ôn dịch, bệnh truyền nhiễm. Đáng lẽ ra thì mọi người đều bị truyền nhiễm, mắc phải chứng bệnh nào đó, nhưng nhờ quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng nên giống như có một ranh giới vô hình khiến quý vị không bị lây bệnh. Lúc tôi ở Đông Bắc, có lần bệnh ôn dịch lan tràn, có một gia đình nọ 11 người mà chỉ nổi trong 3 ngày đã có 13 người chết. Tại sao gia đình 11 người mà lại có tới 13 người chết? Tại sao lại có thêm 2 người nữa? Đó là thêm 2 người để đưa tiễn. Bởi vì 11 người có lẽ là chưa đủ số, cho nên phải chết thêm 2 người nữa vậy. 2 người này, một người là kẻ làm công, còn người kia là bà con từ xa đến thăm. Cả 2 người cùng chết chung với gia đình nọ cho đủ số. Do đó, trong vòng 3 ngày mà gia đình 11 người lại có tới 13 người tử vong, và tất cả đều do lây bệnh truyền nhiễm mà ra. Bây giờ, tôi đang ở địa phương đó, tôi bèn dẫn theo 4 đệ tử nhỏ tuổi và bảo họ rằng, chúng ta phải cứu người ngay. Cứu như thế nào? Tôi căn dặn các đệ tử, chúng ta hãy trì niệm chú Đại Bi để đối phó với thần ôn dịch.
Chúng tôi đến thôn làng đang có bệnh dịch hoành hành nọ, đi quanh làng ba vòng, vừa đi vừa niệm chú Đại Bi. Sau khi chúng tôi niệm xong chú Đại Bi và đi khỏi rồi, thì trong làng không còn bệnh dịch nữa. Thế nên chú Đại Bi thật vô cùng linh nghiệm, hết sức nhiệm màu. Bảy là xa lìa các tai nạn về nước và lửa. Quý vị trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ không gặp nạn nước, cũng chẳng mắc nạn lửa. Vào nước không bị chìm, vào lửa không bị cháy. Thậm chí quý vị có bị té xuống biển thì tự nhiên sẽ được gặp chỗ cạn, tấp vào bờ bình yên. Và nếu bị lửa thiêu đốt thì tự nhiên sẽ có người đến cứu giúp. Tám là không bị tai ách trộm cướp. Tại sao quý vị bị trộm, bị cướp? Đó là do khi trước quý vị đã bất chấp đạo lý, cưỡng đoạt tài sản của người khác làm của riêng mình. Bởi xưa kia đã từng lừa gạt người khác, cho nên đời nay phải bị người ta cướp đoạt tài sản, phải trả nợ. Vì thế chúng ta bị trộm cắp cướp đoạt đều là do tiền nhân hậu quả, chứ chẳng có gì là kỳ lạ cả. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ thì gặp bất cứ cảnh giới nào, quý vị đều phải nhận ra nhân quả của nó. Hễ nhận chân được nhân quả của vấn đề thì sẽ chấm dứt được sự tuần hoàn lẫn quẩn. Chính là người khác thấy đều cung kính. Nếu quý vị thường cung kính niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng, thì những người khác khi gặp quý vị đều cảm thấy có thiện duyên với quý vị và đều tỏ ra kính trọng quý vị. Người ta trông thấy quý vị tưởng như gặp được người thân tám đời và có cảm giác thân thiết gần gũi như được về nhà vậy. Cảm giác ấy lại giống như kẻ sống ở hải ngoại đã lâu không có người quen, nay được gặp lại bạn cũ, trong lòng vô cùng hoan hỷ, mừng mừng tủi tủi, vừa khóc vừa cười. Khóc là vì bồi hồi xúc động được gặp lại người thân quen, còn cười ư, bởi nghĩ rằng phen này quả thật có được sự an ủi và che chở. Quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì được mọi người kính trọng, không ai là không đối xử tốt với quý vị, mà quý vị không cần phải tự giới thiệu. Này quý vị biết không, tôi là cư sĩ tu hành tại gia đây, nên các ông các bà phải kính trọng tôi. Hoặc là tôi là một đại đức cao tăng, quý vị thấy tôi thì phải dập đầu cúi lại đó. Không phải như thế, không phải là mình bảo người ta phải kính trọng mình. Có câu hữu xạ tự lai hương, hà nhu đương phong dương, nghĩa là có xạ tự nhiên thơm, cần gì phải phô trương. Nếu quý vị quả thật có đức hạnh thì chẳng cần phải quảng cáo rao hàng như anh chàng bán thuốc dán dạo. Thuốc dán của tôi là hay nhất, có thể trị phong thấp, trị đau khớp xương, trị tê bại, vân vân. Bà con cô bác nào bị đau bị nhức thì chỉ cần dán một miếng là khỏi ngay, mãi vô mãi vô. Và rốt cuộc thì như thế nào? Dán rồi mà chẳng thấy bớt đau chút nào cả. Quý vị đừng như tên bán thuốc dán đó, đừng tự quảng cáo cho chính mình, đừng sợ rằng người ta không biết đến mình mà phải tự rêu rao. Quý vị đã biết gì về tôi chưa nhỉ? Đối với Phật giáo, tôi là một vị hộ pháp đắc lực nhất đấy. Tôi vốn là một đại thí chủ, hộ pháp lâu năm của chùa ấy ấy. Còn nữa, tôi cũng là giám đốc của cơ quan từ thiện, vân vân. Đừng nên làm như vậy, bởi đó là giả chứ không phải thật. Đó là quý vị tự động bán chiêu bài, bán quảng cáo. Chỉ có kẻ không có mắt mới không biết và bị mắc lừa, chớ người có mắt thì sẽ nhận ra ngay. Hừ, thật là tội nghiệp, thật là đáng thương. 10 là quỷ thần đều hộ trì. Nếu quý vị thật sự có công đức thì cần gì phải tự rêu rao cho mình, bởi bây giờ các quỷ thần hộ pháp đều sẽ hỗ trợ quý vị, bảo vệ quý vị. Nếu quý vị gặp khó khăn gì thì vô hình trung tự nhiên họ sẽ đến giúp quý vị giải quyết vấn đề ngay. Quý vị bất tất phải rêu rao. Vậy, điều lợi ích thứ 10 là quý vị sẽ được sự giúp đỡ, phù hộ của các loài quỷ. Thiện quỷ sẽ đến giúp đỡ quý vị, ác quỷ cũng đến giúp đỡ quý vị. Và các thần linh, thiện thần sẽ đến giúp đỡ quý vị, ác thần cũng đến giúp đỡ quý vị. Vì sao ác thần cũng giúp đỡ quý vị? Phải chăng đó là do oai lực của Bồ Tát Địa Tạng? Chính thế,
chính là nhờ oai lực của Bồ Tát Địa Tạng mà tất cả ác quỷ cùng ác thần đều biến thành những vị hộ pháp đắc lực cả. Có người lại hoài nghi, thế tôi niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, có thể nào Bồ Tát lại sai người đến trách mắng tôi không? Không bao giờ. Quý vị thắc mắc là vì sao chứ? Tôi nói thật cho quý vị biết là quý vị chưa đủ trình độ đâu. Quý vị chưa học đủ sách vở, nên đi thi chắc chắn sẽ bị hỏng, mà phải đến lúc tốt nghiệp đại học thì mới có thể thi đậu được. Nếu quý vị chưa tốt nghiệp, chỉ vừa mới tập tễn bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học, thì bắt quý vị khảo thí để làm gì? Cho nên, đừng cho rằng trách mắng là không tốt. Trách mắng cũng là một cách để khảo nghiệm, thử thách. Nếu chịu đựng được, tức là đạt yêu cầu, được thông qua. Còn không chịu đựng được, tức là chưa đạt yêu cầu, cần phải tu học tinh tấn hơn nữa. Nói như thế thì có phải là thi đậu, đạt yêu cầu rồi thì không cần phải tu học thêm nữa? Không phải vậy, mà thi đậu rồi thì càng phải nỗ lực tu hành thêm lên. Có người hoài nghi, thế thì thi đậu có tác dụng gì chứ? Vậy thì tôi xin hỏi lại, quý vị học tiến sĩ có tác dụng gì? Đây đều có đạo lý như nhau thôi. Quý vị hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì tôi cũng chẳng có biện pháp nào cả.